Tối ngày 30 tháng 5 tại sân vận động xã Thọ Điền, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật Hà Tĩnh ghi nhớ ơn người nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 tháng 6 năm 1957, 15 tháng 6 năm 2022. Tham dự có nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Trinh, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện, đồng chí Trần Đức Thuận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện, đồng chí Phạm Cẩm Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các địa phương và đông đảo bà con nhân dân đến xem và cổ vũ. Chương trình nghệ thuật đã mang đến 9 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca người Đảng Bác Hồ kính yêu, tình cảm sự quan tâm của người dành cho quê hương Hà Tĩnh, Hà Tĩnh làm theo lời Bác, tình yêu quê hương đất nước và sự đổi thay của quê hương Hà Tĩnh hôm nay. Các tiết mục được đầu tư giàn dựng công phu do thành viên của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh và đội văn nghệ quần chúng huyện Vũ Quang thể hiện đã để lại cho khán giả miền sân cước Vũ Quang niềm xúc động sâu lắng về hình ảnh Bác Hồ với quê hương núi Hồng Sông La. Chương trình là dịp để ôn lại truyền thống khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ Kính Yêu đối với Đảng Bộ và Nhân dân Hà Tĩnh, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã phấn đấu cho quê hương đất nước. Qua chương trình, ban tổ chức mong muốn tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.